Dạ em chào anh chị, hôm nay con tự thấy mình Dương xin giới thiệu với anh chị mẫu con BCE3202Y1S của hãng sản xuất là Sartorius của Đức anh chị, nhà máy sản xuất tại Đức luôn nha anh chị. Cân này là cân chuẩn nội nha anh chị. Bên trong cân nó có cái quả chuẩn sẵn, khi mà cân không ổn định thì cân nó sẽ tự động chuẩn lại cái trọng lượng của cái cân cho nó đúng nha anh chị. Và cái cân này nó có màn hình cảm ứng nha anh chị ơi. Bây giờ mình sẽ xem qua cái cân nha anh chị. Cân này tối đa là 3 kg 20.01 gram nha anh chị nha. Cho màn hình em hiển thị cho anh chị á, cân 3 kg 2, màn hình cảm ứng. Cho nên là trên cái cân nó sẽ có những nút nguồn hay nút trừ bì, những cái nút mà gyro này nọ là mình sẽ cần chạm nhẹ vô là nó có thể hiểu được rồi anh chị. Và cân nó có cái bọt nước anh chị, để mình điều chỉnh cái cân á, cho khi mình sử dụng mình điều chỉnh 4 cái chân đế của cái cân cho nó cân bằng giọt nước mình sử dụng nó mới đúng được anh chị. Đây là cái kích thước của cái nắp cân bằng cái nắp nha anh chị. Kích thước của nó là 182 nhân 182 mili. Rồi là cái chiều dài, em sẽ mô tả chiều dài tổng thể của cái cân cho anh chị, kích thước của anh chị xem. Chiều dài của nó là 317 và chiều cao của cái cân á, từ mặt đất lên trên cái đĩa cân là 92 và chiều rộng của nó là 219, sử dụng bằng mm anh chị. Cái nắp cân của nó là 182 x 182 vuông. À, và cái nắp nóc rời mình có thể lấy ra được anh chị ạ. 4 cái cân nó có 4 cái chân đế bên dưới để mình có thể điều chỉnh cái cân cho nó phù hợp cái mặt bằng của mình, cao thấp miễn cái cân nó phải ổn định. Và cân này sử dụng dây điện trực tiếp nha anh chị. Dây điện trực tiếp chứ không có pin nha, cũng không có lồng chắn gió luôn anh chị nha. Cân này phù hợp mình sử dụng trong cái công ty hoặc là môi trường mà về kỹ thuật để phân tích, hoặc là những cân mà cân những cái sản phẩm mà cần độ chính xác cao quá anh chị. Và đây là mặt sau của cái cân anh chị và những cái chức năng kết nối của cái cân anh chị. Như nãy em nói con này là con sử dụng cái nguồn điện trực tiếp anh chị. Mà cứ việc mà nguồn điện 220V là mình gắn vô là mình xài được anh chị. Trước khi mình sử dụng cân mình gắn khoảng chừng 30 phút đến 40 phút để cân nó ổn định. Và đây là cái cổng kết nối RS232 của cái cân để lấy dữ liệu máy tính. Và đây là một cái cổng nữa là cổng C USB C anh chị. USB C dùng để gắn máy in này, gắn dữ liệu vô máy tính hoặc là gắn thêm một cái màn hình phụ nữa để thành hai màn hình đó anh chị. Những cái thông số này bên em sẽ ghim vào cái thông số của tất cả của cái cân này, những thông số chính đó, để phía cuối cái video để anh chị có thể nhìn thấy một cách dễ dàng hơn. Anh chị muốn tìm hiểu thêm về cái kích thước cũng như là chức năng của cân thì em đã ghim vào cuối của video này, anh chị có thể xem giúp em. Và bên ngoài cái việc mà cái cân này thì bên em có rất nhiều cân khác để bên em cung cấp đến anh chị, từ cân nhỏ đến cân lớn, hoặc cũng như là những cái việc mà sửa chữa hoặc là tư vấn về kỹ thuật. Anh chị có thể gọi trên màn hình, anh chị có thể gọi số hotline trên màn hình 24/7 để bên em có thể hỗ trợ và cũng như là cung cấp kịp thời những sản phẩm mới đến anh chị ạ. Em cảm ơn anh chị, em chào anh chị ạ.